Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tướng Nguyễn của mình. Nay mình giới thiệu với anh em cặp Zippo. Hai em Zippo bữa nay chủ đề cũng rất là nổi tiếng nè anh em. Quen thuộc với anh em. Anh em trên tay sang trọng, ý nghĩa lắm. Hàng chính hãng Zippo Mỹ. Mới 100% new full box nha anh em. Hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết anh em. Anh em sở hữu chơi hay làm quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè, cặp Zippo bên ai cũng rất là hay đó anh em. Sang trọng, ý nghĩa để anh em trên tay. Bên phải là em đồng nguyên khối Solip Rad Disloy. Logo câu lạc bộ nổi tiếng Barcelona nha anh em. Đồng nguyên khối, logo câu lạc bộ bóng đá Barcelona. Anh em quá rành này ha. Đặc biệt anh em fan bóng đá, kết em nó cứ liên hệ mình. Còn bên trái là em Polychrome cao cấp, khắc chìm chủ đề nữ thần tự do Liberty và quốc kỳ Mỹ, lá quốc kỳ Mỹ. Hai biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ ha, nữ thần tự do và lá quốc kỳ. Anh em trên tay cũng rất là ý nghĩa, sang trọng đó anh em. Thì số điện thoại mình để trên tựa đề clip 0909 828 779 ha. Anh em nào rước hai em nó thì cứ liên hệ mình. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tướng Nguyễn ngay bên dưới. Tiện lựa chọn giao lưu Zippo bên mình nha. Mình giao lưu chia lửa tới anh em toàn quốc. Giờ mình xin trên tay giới thiệu trước với anh em nha. Đây là em đồng nguyên khối, logo câu lạc bộ Barcelona nha anh em. Gã khổng lồ của sân Nou Camp ha. Anh em trên tay rất là hay. Mặt trước mặt sau cũng y chang vậy luôn. Trên nắp là chữ Barcelona, tên câu lạc bộ. Ở dưới là logo trên ngực áo cầu thủ ha. Em này đồng nguyên khối đít lồi nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, zin toàn bộ ha. Hàng nhà Zippo Mỹ bên mình thì xài rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu, chống chịu gió tốt nha anh em. Mình giới thiệu với anh em hàng uy tín nhiều năm qua rồi. Em này thì đồng nguyên khối luôn. Anh em nào yêu thích bóng đá, yêu thích câu lạc bộ Barcelona, rước em nó thì quá hay đó anh em. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tựa đề clip nha. Hiện ra mô tả. Có giá hai em nói vô mô tả để anh em xem. Hàng zin ha, new full box luôn. Hàng chính hãng Zippo Mỹ. Anh em chơi hay làm quà tặng, quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Hàng khắc chìm tinh tế lắm anh em. Logo của câu lạc bộ huyền thoại, gã khổng lồ của Tây Ban Nha La Liga và ở đấu trường cúp C1 Champions League ha. Soi kỹ anh em xem luôn. Hàng zin ha. Dòng đồng nguyên khối. Anh em trên tay sang trọng, bóng bẫy lắm anh em. Rồi đây là em logo câu lạc bộ Barcelona. Còn đây là em Polychrome cao cấp. Hai biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ, nữ thần tự do và lá quốc kỳ Mỹ ở phía sau. Toàn bộ bề mặt Zippo luôn. Hãng khắc chìm rất là tinh tế. Hai biểu tượng nổi tiếng. Ở trên nắp là chữ Liberty nha anh em. Tên nữ thần tự do. Em nó đáy lõm, mặt sau trơn bóng. Cũng hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn. Chưa hề đụng chạm gì ha. Anh em về chế xăng chính hãng xịn vô là dùng thôi. Để nhẹ lên lửa, để nhẹ lên lửa thôi anh em. Giữ xăng lâu. Khoảng chục ngày là chuyện bình thường nha. Anh em nào có nhu cầu xem hình ảnh hai em nó thì vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả nha. Anh em chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tướng Nguyễn ngay bên dưới để tiện lựa chọn Zippo bên mình. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Số điện thoại hotline bên mình là 0909 828 779 nha anh em. Kết em nó anh em cứ gọi điện là có người giao tới tay anh em. Giao ra chia lửa tới anh em đam mê toàn quốc luôn. Rất là tinh tế luôn anh em.
hàng khắc chìm tỉ mỉ lắm. Nữ thần tự do và lá cờ Mỹ cách điệu sau lưng. Soi kỹ anh em xem. Hàng zin ha. Hàng full box nha anh em. Hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết. Anh em yêu thích rước hai em nó thì cứ liên hệ mình. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. An khang thịnh vượng và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt anh em nha.